Ê bạn nhìn nè, con Warden nó bị đứng luôn rồi nè các bạn. Hay mình đâu có nói dối các bạn đâu. Ui, và con zombie thì nó vẫn có thể đi được như bình thường nha. Có thể nó ảo không? Hello, 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 xin chào tất cả các bạn nha. Và chào mừng các bạn đã quay trở lại với channel của mình. Và mình là Mr. J Gray đây. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với video mới của mình trong ngày hôm nay. Và ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau quay trở lại video về Minecraft, những con quái vật Titan nha các bạn. Các bạn có nhớ con này không? À, mình nghĩ là khả năng cao các bạn đều nhớ nha. Nó tên là Warden Titan. Nó là con Titan mạnh nhất thế giới nha các bạn. Nhưng mà kể từ ngày hôm nay trở đi á, thì mình muốn là các bạn đừng bao giờ gọi nó là con Titan mạnh nhất thế giới nữa. Bởi vì sư phụ của mình vừa mới thí nghiệm thành công 6 con Titan có thể giết chết con Warden Titan này các bạn ơi. Các bạn có nhớ lúc trước là mình triệu hồi những cái con mà cực kỳ mạnh đối đầu với con này đều bị nó giết không? Và ngày hôm nay á, sẽ có những con còn mạnh hơn nó rất là nhiều. Sư phụ của mình đặt tên cho 6 con Titan là chuẩn bị nè. Đó chính là 6 con Titan bị nguyền rủa nha các bạn. Bởi vì á, tụi nó sở hữu sức mạnh khủng khiếp nhất Minecraft. Tụi nó có thể thao túng chính tựa game Minecraft các bạn. Biết thao túng là như thế nào không? Có nghĩa là khi mà mình triệu hồi nó ra, ví dụ như là mình máy mình đang mượt như thế này nè, thì nó sẽ làm cho máy mình bị đứng máy, khiến cho mình không thể nào tiêu diệt được nó. Nhưng mà cái chuyện này mới nghe mới đặc biệt á nè. Máy mình đứng là một chuyện nha, nhưng mà riêng nó thì nó sẽ không bị đứng các bạn. Các bạn thấy lạ không? Các bạn thấy có lạ không? Ví dụ mà máy mình bị đứng thì nó cũng phải bị đứng luôn đúng không các bạn? Nhưng mà không, máy mình bị đứng thôi là tất cả những con khác đều bị đứng, nhưng mà riêng một mình nó sẽ không bị đứng. Vì vậy nó sẽ đấm một cái là chết liền nha các bạn. Đó là sức mạnh của nó. Đó là lý do tại sao sư phụ của mình gọi tụi nó là những con Titan bị nguyền rủa các bạn ơi. Thôi được rồi, không là mất các thời gian với các bạn nữa đâu. Ngay bây giờ thì mình sẽ cho các bạn xem là những con này có thực sự có thiệt hay không nha các bạn. Sư phụ của mình á, là không có cho phép mình làm cái này cho các bạn coi. Nhưng mà tại vì á, có rất là nhiều bạn fan của mình vẫn còn hâm mộ con Warden Titan này. Ở trong đó có mình luôn á. Nhưng mà sư phụ của mình nói vậy cho nên là mình cũng nghe thấy hơi bị chói cái lỗ tai các bạn à. Nên hôm nay làm thử coi là liệu sư phụ có nổ hay không nha các bạn nha. Let's go. Đây, đây là chỗ sư phụ mình nghiên cứu nè các bạn. Trời đất ơi, nghiên cứu gì mà sao tùm lum á vậy? Trời ơi, nghiên cứu gì mà nó mập tùm lum á các bạn ơi. Rồi đây đây, mình cho các bạn coi nè. Đó các bạn thấy không? Sư phụ mình vừa để TNT mà vừa để cái này nữa. Tại vì những cái con này khá là nguy hiểm, chúng ta phải làm cho nó chết từ trong trứng luôn á. Rồi đây cho các bạn coi nè. Đó, mutant zombie đồ. Đấy các bạn thấy không? Những con này nó không có khác gì những con quái vật bình thường trong Minecraft. Nhưng mà các bạn đừng hiểu lầm, nhìn nó vậy thôi chứ nó mạnh lắm luôn á. Đây có con Enderman nữa nè. Bên đây là con gì đây? Con Skeleton. Con này là con Zombie Pitman. Hãy ở đây tiếp tục sẽ có con người sắt. Ui giời ơi, tiếp theo nữa là có con người tuyết nha các bạn. Hãy 6 con là 6 con đều bị nguyền rủa hết. Và ngày hôm nay á, mình sẽ cho các bạn xem là phiên bản yếu hơn của tụi nó là phiên bản Titan bình thường khi mà đối đầu với lại con Warden Titan sẽ như thế nào, và lúc đó tụi nó đối đầu sẽ như thế nào nha. Thôi được rồi, bây giờ chúng ta bắt đầu video thôi. Nhưng mà trước khi bắt đầu video á, mình cần phải đọc tên mọi fan nhân chính của mình để video của mình có sự may mắn đã. Ngày hôm nay á, thì mình sẽ đọc tên của bạn Thanh Ngân nha. Chúc bạn Thanh Ngân một ngày tốt lành. Nếu như mà Thanh Ngân có xem video này á, nhớ để lại bình luận phía dưới cho mình biết để mình thả tim cho. Còn như mày nào lần đầu tiên đến với kênh của mình, đừng quên nhớ bấm nút like cho video này nha. Ok được rồi, và đặc biệt nữa là các bạn đừng quên hãy nhớ bấm nút đăng ký phía dưới để không bỏ qua bất kỳ video mình tung lên cho tương lai nha các bạn. Mình cảm ơn rất là nhiều luôn. Anh em nhớ bình luận tên ở phía dưới để video lần sau mình còn đọc tên nữa các bạn. Bây giờ thì chúng ta sẽ cùng nhau triệu hồi con Warden Titan cái nào. Let's go. Yo. Đây, mình rất là hâm mộ con này luôn vì nó thực sự quá là mạnh các bạn. Bây giờ thì mình sẽ cho nó quấy lộn với lại con zombie nè. Các bạn coi nè. Đây, con zombie lên thì nó sẽ xử lý con zombie. Trời ơi, ôi đấm một phát luôn là tới công chuyện nha các bạn. Đây, 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 để mình đứng đây mình quay cho các bạn coi. Đó, các bạn thấy chưa? Con zombie nó đang leo lên các bạn ơi. Đây, đây, con zombie nó đang chui từ dưới đất, nó chui lên nè các bạn. Nhưng mà khi mà nó chui lên nó sẽ bị con này đập cho chết liền các bạn ơi. Rồi, chui lên đi, chui lên đi. Trời ơi, các bạn thấy đập không?
nó đập phát nào là rung màn hình phát đó nha. Ui trời ơi, nó vừa lên nó bị con này đập một cái là nó chết luôn rồi nè các bạn. Ôi các bạn thấy chưa, các bạn thấy sức mạnh của con Wooden Titan chưa? Ủa đâu rồi, nó đâu mất tiêu rồi, đây tiếp tục nha, mình sẽ cho nó quấy lộn với lại người sắt Titan nè. Đấy, các bạn thấy giờ mình đang cố gắng review cho các bạn coi thật là kỹ để các bạn thấy là sức mạnh của con Wooden Titan này nó mạnh như thế nào. Một đập, hai đập, ba đập, ui trời ơi, trời ơi, các bạn thấy không, đập có vài phát thôi mà con người sắt này đã bye bye tình yêu luôn rồi. Rồi tiếp theo, đối thủ tiếp theo luôn, đó chính là con skeleton khổng lồ. Let's go, vô. Này, nói chung là những đứa này không phải là đối thủ của con Warden này nha các bạn. Kể cả ở trong đây sẽ chuẩn bị cho các bạn nhìn thấy được là con Enderman phiên bản Titan là một con khá là mạnh, nhưng mà nó cũng không phải là đối thủ của con này đâu. Ui các bạn coi nào, nó đập tiếp nè. Úi trời ơi, con skeleton chuẩn bị tiêu đời rồi. Úi trời ơi. Trời, wow, bậy gì chưa? Kể cả mình cũng không phải là đối thủ của nó nha. Mình nói cho nó sáng tạo, nó vẫn giết được mình như là bình thường nha các bạn. Ui giời ơi. Nhưng mà đây, nó sẽ vẫn bị bỏ mạng với thanh kiếm này. Tại vì thanh kiếm này quá mạnh. Chết đi. Đấy, các bạn thấy chưa? Cực kỳ là cực kỳ kinh khủng nha các bạn. Nói chung là quá là ghê. Bây giờ thì mình sẽ trận đấu cho các bạn xem giữa con Enderman Titan và con Warden, để coi coi là liệu Enderman thắng được không nha. Vô. Ôi, hai anh quýnh nhau tự hai anh. Ui đang đập nhau đó bạn ơi. Ui rồi Enderman. Enderman nhập viện luôn rồi bạn ơi. Ui. Enderman đã bye bye tình yêu rồi nha các bạn. Enderman đã trở thành linh hồn và Enderman sẽ chuẩn bị tạm biệt cuộc đời. Ok, để mình dùng cái kiếm này để cho tụi nó ngậm củ tỏi hết đi các bạn ơi. Và các bạn đã thấy được sức mạnh của cái con Warden Titan nó sẽ là như thế nào chưa? Nó quá là khủng khiếp luôn các bạn. Và liệu là ngay bây giờ á, mình sẽ cho những cái con mà bị nguyền rủa này quýnh lộn với lại nó, thì các bạn nghĩ ai sẽ là người chiến thắng? Các bạn vẫn chưa tin là những cái con bị nguyền rủa này thắng đúng không? Chưa tin thì đợi một xíu. Ngay bây giờ mình chỉnh trời sáng rồi mình cho các bạn coi là các bạn quản hồn liền. Chúng ta sẽ không chịu hồi bên đây nha, vì bên đây nó bị nát hết rồi bạn ơi. Đi qua bên khu vực mới này chịu hồi đi. Nè, lấy đầu tiên các bạn nhìn thấy những trái trứng là các bạn thấy nó quá là bình thường anh Jay. Em nghĩ là những cái con này nó không có đủ tuổi với lại con Warden Titan đâu. Thì mình cũng nghĩ vậy, nhưng mà sư phụ của mình thì lại nói khác, cho nên là ngay bây giờ chúng ta phải triệu hồi để chúng ta mới biết được các bạn ơi. Cái gì vậy? Ui cái game Minecraft mình nó bị cái gì luôn rồi nè bạn ơi. Ui trời ơi, nổ máy và cái kết. Nice. Ok các bạn ơi, ngay bây giờ các bạn đã sẵn sàng đến với trận chiến giữa con Warden Titan và những con Titan phiên bản bị nguyền rủa chưa? Nếu như mà sẵn sàng rồi á, nhớ để lại cho video mình nút like nha các bạn nha. Ok, đầu tiên mình sẽ cho các bạn thấy được là con zombie phiên bản bị nguyền rủa nó sẽ là như thế nào nha các bạn. Let's go. Ui đây các bạn ơi, và các bạn nhìn thấy nó khá là bình thường đúng không? Nhưng mà các bạn để ý kỹ á, là cái con zombie bình thường nó sẽ không có bự như thế này nha các bạn. Con này là con zombie vừa đột biến mà vừa bị nguyền rủa nữa. Và các bạn nhìn nè, cho dù mình đang ở chế độ sáng tạo nhưng nó vẫn có thể nhìn theo mình như bình thường nha các bạn. Con này cực kỳ kinh dị luôn. Đó, đây là lúc mà nó bật sức mạnh của nó lên rồi nè các bạn ơi. Các bạn có thể nhìn thấy ở tay của nó có một cái lưỡi kiếm nè. Ghê chưa, bên đây thì có những cái móng vuốt nha các bạn. Rồi, ok, bây giờ mình sẽ cho nó quýt lộn với lại con Warden Titan liền luôn nè. Let's go, từ khoan. Trước khi đó các bạn hãy xem nè. Đó, thấy gì không các bạn, thấy gì không, các bạn có thấy gì không? Các bạn có thấy là mình bị lắc không? Ok, nhưng mình vẫn có thể chịu hồi được con này. Hay quá. Quýnh nhau đi các bạn fan tôi coi đi. Vô. Ê bạn nhìn nè, con Warden nó bị đứng luôn rồi nè các bạn. Ây, mình đâu có nói dối các bạn đâu. Ui, và con zombie thì nó vẫn có thể đi được như bình thường nha. Các bạn thấy nó ảo không? Ảo thật đấy. Rồi, bây giờ để coi là con zombie này nó có quyết định nó giết con Warden không nha các bạn. Con Warden thì nó bự con zombie gấp 3 lần luôn. Nhưng mà các bạn xem coi. Ô, Warden nó vượt qua khỏi tầm ngắm của con zombie được rồi. Nó đang quýnh con zombie nhưng mà không, con Warden đã chết. Oh my god, đúng như những gì sư phụ mình nói luôn. Ui, các bạn thấy gì chưa? Trời ơi, con zombie này nó giết chết con Warden trong một nốt nhạc các bạn à.
cực kỳ lẻ. Và cho dù bây giờ mình đã tắt cây kiếm đi nhưng mà vẫn còn bị rất là lắc luôn nè các bạn. Đây giờ mình thử cầm kiếm mình chém đó nha. Thấy không, mày thấy cái gì không, Nói chung là phải cực kỳ khổ mới có thể giết được nó luôn á các bạn. Vậy là các bạn đã thấy rồi đó, con Warden Titan bây giờ không còn là kẻ mạnh nhất Minecraft, mà 6 đứa này sẽ là những đứa cai trị Minecraft trong thời gian sắp tới nha các bạn nha. Đó, đầu tiên là con Zombie, tiếp theo mình sẽ cho các bạn nhìn thấy được con Enderman. Đấy rồi, đây các bạn nhìn đây, Enderman nè các bạn ơi. Con Enderman này cực kỳ đẹp luôn, nhìn nè bạn. Ôi, trên đầu nó đeo một cái vương miện cả, bạn thấy không? Wow, nhìn ngầu thật sự luôn các bạn. Nhìn là ghen. Và các bạn để ý kỹ là nó sẽ có tới 4 cái tai luôn nha các bạn. 1, 2, 3, 4, 4 cái tai. Và trên người nó lúc nào cũng có những cái sừng như thế này. Bây giờ mình sẽ đi vô trong người nó cho các bạn coi. Ê, anh ơi, cho em vô trong người anh đi. Ấy, đứng ở trong đây có thể nhìn thấy ở thế giới ở bên dưới luôn nè các bạn ơi. Ê, cái thằng này cho vô cái coi. Ê, nè nè đó. Chiếu laser xuống rồi các bạn thấy không, vui dở lắm. Ui, mình đang ở trong đầu của nó nè, mình bay ra ngoài. Đấy các bạn thấy nó có đẹp không các bạn? Và khi mà con này ra là máy mình nó muốn đứng luôn ngoài các bạn ơi. Nhưng mà nó thì vẫn có thể di chuyển được như bình thường nha bà con. Để mình lại mình chém nó. Chết đi, chết đi, chết đi, chết đi các bạn thấy không? Lắc dở lắm, quýnh không được luôn nè. Nó thao túng game Minecraft kinh khủng thật sự. Ok được rồi. Wow, mệt mỏi thật sự á. Nói chung là cái con gì cũng không qua được cái kiếm này đâu các bạn ơi. Nhưng mà vấn đề là nó có thể chống lại được là mình cũng thấy nó ghê rồi đó. Tiếp theo là con Skeleton phiên bản đột biến bị nguyền rủa. Vô. Đấy, các bạn để ý kỹ là xung quanh người nó vẫn có cái màu xanh giống như hồi nãy nha. Cái con mà Skeleton Titan bình thường á, nó cũng có cái màu xanh xung quanh. Nhưng mà cái con này á, thì nó có màu xanh nó còn bự nữa các bạn. Và cái cung của nó các bạn thấy đẹp không? Đấy, cực kỳ ngầu nha. Và đây là tất cả đều bị nguyền rủa hết nha các bạn. Con nào cũng mạnh lắm anh em ơi. Nói chung là mấy con này là không phải là đối thủ với lại con Warden Titan. Tại vì con Warden Titan là nó không có tuổi để quýnh với mấy con này á. Chết đi, chết đi, chết đi, chết đi, chết đi. Come on, ổn các bạn coi nè. Ôi, mình đang có sức mạnh rồi mình giết nó không nổi luôn nè. Ui, cố lên cây kiếm này, mạnh lên, dùng sức mạnh này đi. Come on. Mình mới vừa làm mất cái lớp giáp của nó, bây giờ mình phải giết được nó luôn. Come on, 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 come on. Ok được rồi. Wow, trời đất ơi, để giết được những con này mình thấy nó khó khăn thật sự luôn các bạn. Mấy con này nó mạnh quá à. Lý do mình không chịu hồi mấy con này để quýnh với con Warden á, tại vì chúng ta đã biết trước kết quả nha các bạn. Chịu hồi nữa chỉ thêm lắc mà thôi. Rồi cho các bạn thêm cái con Big Man nè. Rồi. Nhìn ngầu chưa các bạn? Nó đội vương miện nha. Đó, đội một cái vương miện trên đầu chứng tỏ cho nó đang cai trị vùng đất dưới địa ngục đó các bạn ơi. Ôi trời ơi, trên tay của nó là có hai cái nắm đấm nè bạn. Ở bạn thấy không? Hai cái nắm đấm giống như là bạn của thằng Sonic vậy á. Ừ, ghê 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 ghê. Xung quanh người nó giống như bọc Haki vậy. Oh my god. Ui mạnh lắm, mạnh lắm. Thôi thôi thôi, cho vô, cho vô. Chết chết chết, chết đi, 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 chết đi. Ok được rồi. Tiếp tục nha, đó chính là con người sắt nha các bạn. Hey, hồi nãy các bạn nhìn thấy người sắt cũng ngầu đúng không? Người sắt này còn ngầu hơn gấp mấy chục lần nè các bạn ơi. Đó. Người sắt bọc Haki mà nhìn nó đô dở lắm. Các bạn nhìn nó nè. Nó bự ngang ngửa cái núi của mình luôn á bạn. Ui có vẻ nó còn bự hơn cái núi nữa các bạn ơi. Cái núi này là bự nhất thế giới rồi đó. Mà cái núi này, cái con này nó còn bự hơn cái núi mình nữa. Ghê chưa? Và các bạn để ý kỹ á, là hầu như con nào nó cũng sẽ mang cái vương miện nha. Đây, con này nó cũng có cái vương miện của riêng nó nè các bạn. Ây, trời ơi, bị nguyền rủa là phải có vương miện đâu chứ. Vậy nó mới ngầu. Ui, những cái lá này bây giờ nó cũng bự quá trời luôn. Lá cũng được bọc Haki nữa mới ghê chứ. Ok, giết nó nào. Let's go, let's go. Chết đi, 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 chết đi. Trời. Ok, được rồi. Và con cuối cùng đó chính là con người tuyết. Rồi, cho các bạn xem luôn. Đây. Ôi, con người tuyết này thì nó sẽ không có vương miện các bạn à. Nói chung á là một số con là có vương miện, nhưng mà một số con là không có. Ví dụ như là con Enderman là có nè. Ê, cái con dưới địa ngục này có nè. Con người sắt là có nè. Ê, còn mấy con này thì không có. Ê, nhưng mà con này nó cũng có cái gai đằng sau lưng nè bạn. Đẹp chưa? Ui. Nói chung là con này nhìn nó cũng nhỏ nhỏ. Mình nghĩ nếu như cho con này mà quýnh lộn với gia đình thì không biết ai thắng đây ta. Để thử ra coi. Bình thường thấy mấy con người sắt này nó người tuyết này nó cũng yếu lắm. Để mình chịu hội liền cho các bạn xem luôn. Vô. Gà đi qua lên đây.
Trời ơi, nó thao túng Minecraft làm cho máy lắc quá không có được luôn nè, bực mình ghê á. 1, 2, 3 lại nè. Đó, ui phải không? Không được luôn. Ấy, đó là lý do tại sao mình nói nó mạnh, do nó có thể làm cho game Minecraft bị ảo ma Canada. Ôi được rồi nè, được rồi nè. Vô. Ok. Đó phải không? Nó di chuyển được còn ngon quá, định đứng im như bức tượng luôn nè các bạn. Mình không hề nói xạo các bạn nha. Những tụi này nó mạnh như vậy đó, nó có khả năng thao túng Minecraft. Mình nghĩ là sư phụ của mình không cho tụi nó bất kỳ một cái sức mạnh nào hết, nhưng mà sư phụ của mình cho tụi nó virus các bạn. Ấy. Ui phải không? Warden nó đánh mà không có tiếng luôn các bạn. Ui, nó đang đánh con này lại nè. Wow, vậy là Warden cũng bị bỏ mạng dưới tay của một con người tuyết như thế này các bạn ơi. Trời ơi, các bạn coi kìa, không thể nào tin được luôn. Ui trời ơi, các bạn thấy chưa? Vậy là ngày hôm nay mình đã có thể cho các bạn nhìn thấy được 6 con Titan mới trong Minecraft, là những con bị nguyền rủa. Mình nói các bạn nghe, nếu như á mà cái bản mod này của sư phụ của mình mà đã được lên trên mạng rồi đó, mình khuyên các bạn đừng có tải về nha. Tại vì á, nó làm hư máy tính gán chịu nha. Máy của mình nó đang kêu quá trời kêu, mình sợ nó chuẩn bị nổ thôi rồi nè các bạn ơi. Vậy là mình phải review nhanh để mình chuẩn bị tắt máy tính đi, nó không nổ máy tính mình luôn á. Mình cảm ơn các bạn đã xem video của mình ngày mai rất là nhiều nha. Như các bạn yêu thích video này á, đừng quên nhớ để lại cho mình một nút like nha. Cũng như bạn nào lần đầu tiên với kênh của mình thì đừng quên hãy nhớ bấm nút đăng ký bên dưới nha các bạn. Và hẹn gặp lại các bạn ở video lần sau. Còn bây giờ thì mình bye bye. Thôi xong luôn, Warden không phải là kẻ mạnh nhất rồi, mà đây mới thật sự là 6 vị thần mới nha các bạn nha. We'll be right back.